Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với vlog của mình. Thì hôm nay ở nhà rảnh mình sẽ tiết lộ cho các bạn biết đó là cái công việc kiếm tiền chính của mình nhé. Công việc gọi là kinh tế chính của mình này. Ok, và bây giờ thì mình sẽ cho các bạn xem, tiết lộ cho các bạn biết đấy, công việc chính thức của mình nha. Bắt đầu vụ mùa đầu năm nên mọi người trong làng đều đi tra ngô ấy, rồi bãi ngô rất là rộng, rồi hơi người nhà nhà ra ruộng ra đồng. Mọi người biết là bây giờ ngoài đây là công việc rồi này. Ngoài đi quay video YouTube thì tôi còn làm nghề của nhà nông suốt ngày đồng áng. Công xong rồi 100 à. Đùa. Quãi cả một cái bãi ngô to này mà được 100.000. À nhầm, được 2.000, 3.000. Đùa. Không biết đâu. Đùa, đây là bằng chứng đấy. Nhìn này, sợ thật đấy. Các bạn đăng lên Facebook thì mọi người thấy đấy. Bóc lột sức lao động đây này. Làm quần quật từ sáng đến giờ ở đây. Được 3.000. Ok, mình vừa mới về đến nhà đây. Đấy, và cuối cùng đã được hẳn 3.000 của sau cái buổi công hôm nay đi tra ngô với mẹ. Rồi chiều vậy thôi chứ công chạm gì đi chiều mẹ đi làm chiều cho vui vậy. Còn đi làm cả năm trời chả mấy khi hộ được mẹ đi tra ngô các thứ, làm đồng làm ruộng. Và thi thoảng tôi mới có thể đi làm mẹ được. Còn đang nghỉ Tết rồi. Vậy thôi, một ngày nghỉ ở nhà thì đơn giản đi giúp mẹ về công việc đồng áng rồi vườn tược. Bây giờ thì chào các bạn nha. Bye bye.